Các bạn, hôm nay Hải sản Hải Bình giới thiệu với các bạn một cái loại cá mà ở chỗ mình rất là ưa thích ăn này. Người dân người ta rất thích. Và loại cá này thì cũng tương đối giá trị kinh tế tương đối cao này. Và đây ở mình gọi là cá út hay còn gọi là cá sóc. Có hiện tại ở chỗ mình thì có hai loại cá, cá út hay là cá sóc. Một là cá sóc vây vàng. Vây vàng này các bạn này. Vây màu vàng. Đấy. Các vây của nó đều có màu vàng hết các bạn nhé. Và đặc điểm là cái vảy của nó có óng ánh màu vàng. Đấy, đây được gọi là cá úp này, cá úp vàng này, gọi cá sóc vàng này. Ở bên trong nó, khi mà các bạn cắt ra ấy, thì là cái bên trong ruột của nó sẽ có một cái dạ dày rất là dày, dày hơn với con úp trắng. Đấy, cái họ gọi là cái dạ dày đấy, nó rất là dày, ăn rất là bùi. Và người ta nếu mà con này to lớn lên thì người ta sẽ bán xuất khẩu. Ngoài ra là người ta nếu mà càng to thì cái dạ dày này người càng có giá trị, là người ta lấy người ta làm cái chỉ tự tiêu ở trong y tế đấy, người ta bán đấy, rất là đắt. Đấy. Đây hình dạng nó đầu nó thon này. Đấy. Đầu nó thon. Đấy, đúng không? Đấy, đầu thon, vì vây vàng. Các vây vàng. Và cá này thì đang là rất là tươi các bạn nhé, nó đang nhớt ở bên trong đấy, nó màu nó đỏ nhớt bên trong đấy, có con nhớt này, đây này sờ các bạn đấy, nó có chảy nhớt như thế này đây các bạn này. Đấy. Đây là cá rất là tươi. Loại cá này ở chỗ hải sản Hải Bình mình là nó có hàng ngày, bởi vì là các tàu người ta đi đánh bắt hàng ngày ấy, thì nó có ở như thế này đấy, bạn thấy không? Đấy. Con cá mà sờ mà vẫn còn nhớt, nhất là cái mang mà nó còn đỏ còn nhớt thì nó đang còn tươi bạn nhé. Đấy. Đấy, nó vẫn đang tươi, rất là tươi. Cái này người ta ngư dân người ta cái tàu người ta chỉ đi vào buổi chiều hôm nay, sáng hôm sau khoảng 10 giờ sáng, muộn nhất là 10 giờ sáng người ta đã vào bờ. Đấy. Còn có tàu khi người ta đánh được thì người ta chỉ về khoảng 3-4 giờ sáng thôi. Con này cũng thế này. Đấy. Đây cũng là một cái loại út vàng này. Hai con này giống nhau bạn ạ. Cá này thì làm các món này, ví dụ như là mình rán, rán súp cà chua, hoặc là rán mình chấm tỏi ớt, đấy, chấm tiêu tỏi ớt, rất là thơm ngon, rất là ngon. Đấy. Thịt của nó thì nó không được gọi là, nếu như những cái con cá khác thì nó gọi là dai, nhưng con này thì là nó có dai nhưng mà vẫn thịt nó vẫn bở, nó vẫn có độ bở nhưng mà nó ngọt, nó phải bắt buộc phải ngọt. Đây các bạn nhé. Quay sát. Đây nhé. Đây. Nếu mà các bạn muốn mua thì các bạn phải đặt hàng trước, bởi vì là ở chỗ mình là tàu nó vào cái giờ nó cũng không được thuận tiện cho chợ lắm. Với thứ nhất là nó tùy thuộc vào cái chiều cường ấy của biển, nước to thì tàu nó mới vào được các bạn ạ. Bên cái lạch của mình là cửa cảng Lạch Bạn ấy, cảng cá Lạch Bạn đấy, cho nên là khi mà cập cảng thì nó phụ thuộc vào chiều cường, tức là nước to ấy. Nước to thì tàu người ta sẽ vào được bình thường, còn tàu nhỏ, nước mà nhỏ thì tàu người ta phải đứng ở ngoài khơi người ta đợi ấy. Thì các bạn nếu mà muốn mua loại cá này hàng ngày nhé, cá này nó có hàng ngày các bạn. Đấy. Thì các bạn phải đặt trước ở bên mình tối thiểu là trước một ngày. Để tàu vào bờ cái thì mình sẽ có hàng tươi ngon to đẹp thì mình sẽ để lại cho các bạn nhé. Đấy. Đây. Đấy. Các bạn nhé, đây ạ. Đây là con cẩu. Đây là con gọi là con cá sóc ạ. Quê mình ấy thì gọi là úp, còn ở nơi khác thì người ta còn gọi là cá sóc.